Mọi người mọi người toner, mọi người cứ thấy toner 88.000 không, hỏi thật quá trời rồi. Ôi rồi cứ sắp rồi, sắp rồi mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Mọi người ơi, cho bài áp số cái nào em không sao cái đi 99k của mình vẫn áp được ba chờ. Hôm nay hồi sinh cho ba chờ quá ok luôn nhỉ, ba chờ hôm nay quá ok luôn. Hôm nay không đăng ký, hôm nay không đăng ký, chúc phương tôi anh mới đăng ký biết ép tí không nói 88.000 quá siêu đâu cáo trước. Hôm trước là gió về búp riêng đi cho nó được bên này xấu thế, phụ cử không hợp đâu, phụ cử mà hợp mà hợp mà có mấy ăn ui ôi này em ấy đi em đi thôi. Mọi người chốt đơn dùng đi mọi người ơi. Trời ơi, 88k, giá gốc 1.290.000, hôm nay còn 88k toner essence mọi người. Báo tay luôn. Em mời mọi người chốt đơn, 18 tuổi thì dùng thoải mái rồi. Chốt này đi, chốt này đi. Mọi người ơi, nhanh tay nha. Anh chị ơi, chị mua này tặng vợ đi. Toner thì 18 tuổi dùng toner mà mọi người, chứ có phải cái gì. 17 hôm nay. Thôi, những ai có đơn thì hôm nay mọi người nghe cùng phát. Mới mua xong, vừa ăn bóc trước. Mọi người nghe cú pháp này, nhưng ai có đơn ngày hôm nay mình comment cho em là có đơn. Nhưng ai có đơn ngày hôm nay mình comment cho em là có đơn ạ. À. Em hàng xóm anh Cường Hà Nội này. Ai có đơn thì sẽ ship cùng. Ôi mọi người ơi. Đơn hàng. Nói chung là đúng 2 phút nữa xuống like nha. Rồi mọi người ơi nha. Đúng nhận sai cãi nha, 2 phút nữa xuống like nha. Ok mọi người ơi. Mọi người tranh thủ thanh toán để nhận quà nha. Hôm nay có đơn là em sẽ gửi tặng mọi người, cái này là xịn, hàng xịn nha mọi người. Thôi phát kèo nhá. Cái đường dấu trong điều của thương hiệu là đó y nha. Đấy đúng rồi. Nói vậy là mọi người hiểu rồi nha. Anh ơi, ghê quá. Em vừa được tặng nữa. Chị tháng tặng. Ok chưa? Có đơn chưa? Có đơn sẽ còn người rồi. Chuẩn bị và em sẽ chọn người để tặng nha. Rồi nhớ và sẽ gửi kèm với đơn hàng. Phải gửi, sẽ gửi kèm đơn hàng nha mọi người ơi. Và mọi người sẽ comment một cú pháp nào đó. Em bảo mọi người comment một cú pháp nào đó đi. Có đơn rồi, comment có đơn. Khoai rồi. Đưa cho mình lời. Có mẹ có đơn được bấm, bạn thì bấm nghiêm túc nha, cái tặng quà cho bạn nha. Thôi với mẹ có đơn ạ. À. Có đơn. Có đơn chưa? Quỳnh Trang là tớ. Quỳnh Trang có đơn chưa? Nhanh tay thanh toán này trong 1 phút này. Quỳnh Trang có đơn chưa? Comment Quỳnh Trang ơi. Chung lại. Quỳnh Trang là tớ trả lời đi, có đơn chưa? Quỳnh Trang mà có đơn là Quỳnh Trang, comment là Quỳnh Trang đã có đơn nhá. Quỳnh Trang kêu có đơn kìa. Single Mai Đỉnh mọi người ơi. Em có hẳn một bộ sưu tập của mình này nhỉ. Chị bảo và mọi người mua hàng đi. Trong số 2.000 người đang theo dõi ở đây có một món quà từ Giang sẽ dành cho mọi người vào cuối phiên live. Bây giờ này tặng cho mọi người. Đây tặng cho mọi người một cái bao đấy, cái này không có logo của thương hiệu là thương hiệu xịn luôn chứ không phải là hàng pha kè nha. Đấy đòi y nha mọi người, đòi y nha. Đấy tặng cho mọi người một cái đựng mỹ phẩm đó. Nhưng mà luôn. Như này sẽ áp dụng cho những người phát sinh đơn hàng trong ngày hôm nay. Phải có phát sinh đơn hàng nha, check mà không có đơn hàng là coi như nghỉ nha, bác hỏi nha. Tức là chị Giang sẽ chọn vô tình thôi, nhưng mà có phát sinh đơn hàng thì sẽ ship cùng đơn hàng, còn không có phát sinh đơn hàng thôi. Đây là món quà của chính hãng. Thôi ngồi đây uống rượu. Đây cũng được nhỉ? Đúng không? Mai có gì đi. Em mời mọi người. Chốt đơn. Đấy, tức là cuối livestream chị Giang sẽ chọn một người và người đấy có phát sinh đơn hàng. Dạ, không nhìn nhầm đâu ạ. Tôn nở 88.000 đây ạ. Con này xấu. Hả? Con này sao nó cứ khóc lắm. Con này xấu. Trông yêu không? Em mong người không có đèn nhìn đi. Vừa mới mua xong. Nhìn đi cuối cùng của tụi em rồi nha. Chốt đơn mọi người ơi. Cuối cùng của tụi em rồi nha. Trời ơi ta. Mini mọi người comment số 1 nha. Combo mini 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 combo
200 nghìn. 197 169 nhanh đi em ơi. 169 ok. Lên 321 lên đi. Trời ơi 169 nghìn chấn động luôn. Xem có được áp mã voucher không? Từ từ lên đi đã. Anh Cường nay cưng dị trời hả? Có được không? Tại video mới. 148 Nhanh, 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 những giây phút
không? Ok không? Quá ok luôn á. Thôi, anh xin Trang ơi, la thì phải báo người ta là La thì phải báo em để lấy voucher lấy ad nha. Cảm ơn đấy, cảm ơn em biết con này lắm. Cảm ơn Alex. Chị Trang cái xem con này. Cho mọi người ơi, này. Cho em con này. Nó vừa sát khuẩn mà nó còn giảm cấp ẩm cấp nước cho cái làn da của mình ngay lập tức được cân bằng. Đây mình coi bên em hết rồi, chị cảm em nhá. Cái mảng vai hôm nay hết rồi mọi người. Các chị ơi, cái sản phẩm này các chị có thể dùng cái cotton bud mỏng mỏng ấy mình đắp lên trên da như mặt nạ nha. Em ơi, còn hộp lẻ không? Nhưng mà sợ là đến lúc mà nó không đủ lúc lại không trả được hàng ấy. Thế mọi người tôi thông cảm. Không kịp đóng hàng ấy. Khiến cái gì này? Cái này là vẫn hai cái này là sản phẩm gọi là bom tấn. Combo 3 mini à? Hả? Combo 3 mini được không? Combo 3 mini thì vẫn còn. Luôn. Combo 3 mini được. Tinder. Tinder nào? Vẫn là của cái Tinder này mà. Chốt đơn mọi người ơi, chốt đơn đi. Toner Essence nha mọi người. Ok, đánh sao rẻ thế nhỉ? Rẻ thật đó. Đây là lần last sale cuối cùng. Ok. Ok, phát sale cuối cùng cuối ngay cho mọi người nhanh nhanh đây nhá. Có tác dụng gì vậy? Trời ơi, con này tất nhiên là cân bằng độ pH sau bước tẩy trang, sau bước rửa mặt. Da chúng ta nó sẽ bị lấy đi những cái gọi là độ ẩm, chất độ ẩm cần thiết. Đúng rồi, cân bằng lại cái độ pH của da nha mọi người ơi. Cho da của chúng ta này nó sẽ thấm vào các cái bước skin care sau đấy. Anh chị ơi, mua tặng rồi đấy các anh ơi, các anh đang xem. Số 88 ngàn, 88 ngàn, 88 ngàn. Còn 88 không? Còn điêu 88 không? Còn vẫn còn điêu 88 luôn á. Vẫn còn điêu 88 mọi người ơi. Tự nhiên bấm. Yên đấy, yên đấy, chị cho. Đấy, yên đấy. Em cuối yên. Ưu đại, ưu đại. Bọn em cuối like rồi, cuối like rồi. Mọi người cuối like rồi, mọi người nhanh thổi. Chuẩn bị tắt từ từ mọi người nhá. Mọi người đáp. Ê, em mặc bộ này em nghe giống con kung fu á. Đó, đấy chị chọn. Nhanh tay nha, đang để thời gian cho mọi người lên. Nghe mọi người cho sẵn rồi này. Mọi người bảo sẵn là ba cả nhà ơi, cả nhà. Cái này là cuối giờ bọn em lên cho vui đấy. Chỉ có 50 suất thôi nha. Cường làm cái này đi. Dương gió tay. Dương gió tay ấy. Là cái gì? Dương gió tay là bạn đây là dương gió tay đang hot trend ở trên đấy. Cái như này. Kiểu ý là đánh vợ ấy nhưng mà lại lùi lùi như này đấy. Đánh vợ. 88k. Ui, 88k. Ui, sao 88k vậy? Cái chỗ tắt cuối clip của em lên cho vui đấy. Toner Essence mọi người ơi. Cái chỗ tắt Twitter ở đâu nhỉ? Toner. Toner.